lụm thì ok bây giờ mình đi lụm gậy, đai máu đâu, bi ép đâu, nước mắt đâu, mà bạn đời chơi phù thủy vậy thôi. Đồ rớt giáp với khăn phép, bạn chơi phù thủy hao tu chơi lại mấy ông thần thức dậy đời. Lận cái cung ra cái giáp với khăn phép để đeo chơi đao vật lý, cùng lắm thì ghép đại bác huyết kiếm màu đỏ, chỉ có chơi đao vật lý chơi phép cái lề à. Chơi muốn chơi đấu sĩ có không được không? Thì đấy, game với chơi đấu sĩ cũng đéo được toàn quỷ. Mẹ chơi đấu sĩ, mẹ nó phun cho cái đi hết mà đấu sĩ. Đấu sĩ bây giờ giấy bó mẹ, phải mạnh mẽ gì đâu. Game mẹ công bằng quá mà. Điên quá công bằng. Game công bằng vãi cái lìn ra luôn đấy chứ. Thua tôi đổ thừa thì bạn tính đấy. Game đầu tiên bạn vô bạn chơi, mẹ ta rớt 4-5 cái giáp, hai khác phép cái thì lấy cái đéo đâu đam đâu mà chơi, không có một món đồ đam nào luôn. Bạn vô bạn chơi xem top 8 không, game rớt cho bạn 4-5 cái giáp cái thìa đó với một cái gậy hai khác phép, bạn vô bạn chơi đi, nói hay lắm. Phải hư là mặn nha. Ở trước thì còn mặn nhưng bây giờ mặn cứ từ khi có hư không ra là đéo mặn rồi. Đó, game này thì toàn tiền kích mà bạn. Nói hay lắm, vô chơi đi. Game này ông có là mẹ siêu nhân, mẹ dopa, dopa gì chăng nữa hay cỡ nào vô mẹ kia nó bắt top 8 là phải top 8. Nó bắt top 8 là chỉ có top 8 mà đéo có bao giờ hơn được. Đồ nó kiểu tướng ràng kiểu là thấy toàn rồi. Kiếm luôn kìa. À đúng một món. Sĩ vô đi. Con giết các thì em nghĩ kiếm à. Từ 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 ghét. Biết đâu nhặt lên cái bé, lên cái vô cực trước cho có đạn. Up level, level cũng như bạn ơi. Up level. Bạn chơi theo kiểu up level của bạn đi. Up level quan trọng bạn phải có cái gì bạn nhét ra up level. Up level nhét cái con level 1 ra không đúng rồi. Nhất là đéo. Úc cũng vậy. Một khi bạn quá yếu một cái con level 1 nó đéo làm được gì cho cuộc đời các bạn ấy. Úc level. Úc chết. Gì vậy? Tướng là úp level lên nhét con gì ra. Tướng toàn level 1 úp lên nhét được một con level 1 ra mà trong khi chúng nó toàn level 2 thì ông cũng chết. Sống được thêm 1-2 giây. Máu cũng mất nhiêu đó còn tốn tiền. Ừ phải chỉ ném hai đấu sĩ à, hai hiệp sĩ hay là đủ ba sát thủ hay gì đó. Úp thì nghe còn có lý. Hay là có ba con sát thủ úp lên xài còn có lý. Úp ném gì ra vậy? Thà có thêm con cáp nữa tôi úp lên tôi ném hư không nè. Ba hư không với một con dép. Đéo có con gì hết. Úp làm gì? Đấy,
Đó, giờ bạn up bạn ném thì con Kha'Zix hay con Vexai ra làm được gì cái team này? Cà khịa được tí nào nữa. Đó, cũng giết được con rồi sao? Máu cũng mất nhiêu đó. Máu cũng mất nhiêu đó thôi. Bạn mà đời. Cái bài này đẹp rồi, auto quý thủ cung thủ băng tộc. Quý thủ và cung thủ băng tộc bạn về bạn đánh đồng bạn chơi. Giờ vãi cái này, giờ nãy mà còn phải cung với trả thủ. Thôi để anh Kha'Zix cho cào cào cào. Không ai một thằng chơi luôn. Không có một thằng nào chơi cung thủ luôn. Giờ nãy mà còn cung thủ với trả băng tộc. Băng tộc bây giờ nó đi vào dí cái mặt nó vãng rồi. Chắc thắng đó. Hay là liên tục. Riot mà, Riot công bằng lắm. Riot xét là không bao giờ gặp người chơi lần thứ hai đâu. Đó, đó, mình nhét thêm một con nữa nha. Gặp thằng này giờ là đéo giết được con Chitana, mất nhiều máu hồi nãy luôn. Hồi nãy còn giết được con này. Đấy. Đó, bạn nhét thêm một con level vô là bạn được cái gì? Đó, và gặp đội hình y nguyên đấy. Máu còn mất nhiều hơn. Y nguyên luôn nha, đéo khác gì nha. Quất cái BF đi. Lấy cái cung này. Hỏi BF đi. Làm cái vô cực trước. BF dễ lụm không lụm cung. Cái gì? BF dễ lụm không lụm cung trước. Đang cãi của mày á. Đấy mà BF dễ lụm. BF dễ lụm hơn cung. Cung mày không cần nhiều, một cây thôi. Giờ cần đéo để bán. Cung mày không có cần nhiều. Mày cần một cây thôi. Sát thủ là cần một cái cung thôi. Giờ chúng nó không có ghép ma vũ đâu. Sát thủ hả? Ừ. Cung mà nó không có cần nhiều đâu. Một cây là được rồi. Mà bây giờ chúng nó chơi nhiều quỷ, chơi sát thủ với cái khịa đó, nhất là cũng vô được top cao. Đổ ít đi gì? Đổ ít thấy cung với BF là đéo muốn đi để đam đâu. Đấy, quỷ nè. Chơi gì thấy quỷ rồi nè. Rồi, rồi ok. Đó, vô cực, ngon lành liền. Mang quỷ miền tố thì sát thủ túi lời. Cái gì? Mang quỷ miền tố, cái nem, hoa na thì sát thủ túi lời. Sát thủ cho mày ghép cái đồ gì? Mày ghép cho con red sai mà cái dùng con red sai ấy. Đấy, mày dùng mấy con khác. Có bút rộng dùng red sai ấy, để cho nó cà khịa. Dầm cái nó làm hầm lên, từng lên hư đàm hư không. Hôm bữa ấy, tao chơi nguyên, tao chơi Yasuo 2 luôn. Một mình một đất sai, tao cần nguyên kim ác. Đất sai 3. Quỷ thư cần... Quỷ thư mà mày có sống được không? Nó sắp dành sát thủ là mẹ ở Brain mày rồi. Làm gì nó ngu quá. Mẹ 6 ác quỷ và đất 3 Yasuo 2. Tao thua đúng một đất sai đấy. Thua lúc nào cũng thua đúng một đất sai. Đã làm gì được, đứng 3 đồ đấy. Có quỷ thư luôn nhé, mày không có quỷ thư đâu. Qua là tao có quỷ thư luôn. Thôi, à, bán mẹ ra không đi. Nó chỉ có sắp ngu rồi mới giết được con bà đen thôi, chứ mà không có đường nào. Sắp cái gì mà sắp. Ở chơi ba con sát thủ hư không khóa đồ. Mày sắp kiểu gì, sắp bu vô. Nó khóa sắp đồ luôn. Ba sát thủ thôi, đâu cần nhiều. Anh không xem trận đấy. Ba sát thủ hư không, cho con Jin vô nữa kìa. Bốn con đấu sĩ Jin,
nó còn cho mẹ, nó còn thừa đồ, nó chơi 4 sát thủ cho con chó gác là sát thủ cơ mà. Mày không xem trận đấy không có lối gì để ăn được nó luôn, tao đang cực mạnh luôn mà gặp thằng Linh rất sai ba má. Rất sai ba hay giết ba giết ba. Rất sai ba hay giết ba, rất sai ba. Ừ rất sai ba hay giết ba, giết ba. Tao thì được con như là Lulu ba với lại Rất ba. À, gọi nhớ rồi, trận qua rồi. Trận bữa mẹ rất sai kinh hết. Đéo có cách gì để ăn được nó luôn. Nó ba nhiều thôi. Ba nhiều thôi kìa. Mày cũng ba nhiều. Mày còn 2 tiền tao Lulu ba với Rất ba. Nó hơn mày còn Kha'Zix chứ nhiều. Cái Akali 2 đúng không? Không, nó chơi có 3 con sát thủ đó. Akali cái lục. Đang ghét còn Akali đéo nữa. Đã giết con Akali, Akali lũng gì đây? Dữ á. Đang win streak, tính kiếm giết 2 coi. Để ra ta. Tính kiếm giết 2 không ra kìa. Ủa sao mình cho ba sát thủ vào ta? Đấy toàn quỷ không nè. Đấy, sát thủ hư không mà vô mồm đó. Đã có Yasuo rồi hả? Nát vậy. Nát sát thủ hư không luôn rồi kìa. À quên, đã có Yasuo. Má kiếm con này không ra ta. Á, à, thấy đang nguyên chiếc xả bớt tiền để kiếm Z2 không ra. Cái nhỉ? Đây à? Có nó là được. À, PK2 ném mẹ ra đi kìa. Rồi sau ấp chết ném PK ra. Bán mẹ ối đi. Cái gì? Lần 6, lần 6. Lần 6 ấp chả. Má gần 2 rồi ạ. Cảnh nhân phẩm gì đấy? Alo. Ủa má chết 6 mát mừng con Grenade 2 kìa. Hay đấy. Phải nồi ạ. Ủa má mới đầu vòng 3. Vừa xong ra người đá con Grenade 2. Đây là vừa mới xong đầu vòng 3. Có chẳng là vừa mới đầu vòng 3 xong. Yes. Only the worthy will survive. 2 giờ mà nghĩ đi em. Thì 1 cắt luôn. À, sẽ quên ra kìa. Đó liên quan cho nó. Đấy, người ta chơi Grenade 2 rồi, tôi vẫn run ở Grenade. Nó tùy hứng khi mình không chơi nữa, cứ làm mầm, thề. Ghét cái game phải liền. Hôm qua, không ai chơi một Grenade. Rồi đéo ra một Grenade, đây thằng chơi AC, AC với lại mẹ, gấu. Tàn run ra AC với gấu, hay. Nè, cung thủ nè. Thằng cung thủ rồi, nó theo bài tí. Nó còn theo thêm một tí nữa là coi như là thằng nào tụi top 8. Không top 8 hay top 7. Chắc ăn luôn. Giờ này mà còn theo cung thủ là chỉ auto top 7, 8. Chỉ cần gặp một thằng khóa đồ nó ném vô bụng phát bay sạc đồ. Cái gì? Thôi nếu được top 2, top 3 không được với top 1 lắm. Nhân phẩm quái vật lắm thì mới được thôi. Đấy, này thì không có BS, này thì không lực BS, cung dễ lượm hơn. Mất mẹ BS. Ta đang có cái giáp, ta lượm cái gì vậy ta? Lượm nước mắt, cho tim băng bị kè. Rồi đợi ra sói, rau sói nó ra đùi vậy. Ô hai đứa sai này ngon, cái hai đó nè.
Má này gần được xe xích 3, ngon lắm. Cho bị cái nước mắt thôi. Còn cái giáp từ từ. Theo cung thủ giờ áo tôi toan lắm đấy. Thế cung thủ là cung thủ hộ vệ cỡ nào phải bu bu vô cái vô đồ cung thủ làm bẹp chết. Bày sắt không còn cái gì. Quá đánh cái này hai nhiều đồ quá rất thiên thần này kiếm quỷ thư nó cũng hơi căng ấy. Cát hai này tạm đi tí nhét cho gáp cho có cc giờ bọn nó toàn chơi ba sát thủ hai chơi sáu ba đủ sát thủ không bốn đấu sĩ nó kiếm vi á kiếm vi cho gáp. Đây, nó lấy blitz, blitz bây giờ kéo khôn lắm. Blitz bây giờ ví dụ mình sắp sát thủ đây đúng không? Nó không có đi bộ lại nữa, cầm kéo luôn. Blitz bây giờ auto kéo luôn. Nó sẽ đứng yên một chỗ, chắc là nó đứng yên một chỗ. Không bao giờ đi á. Đây là chẳng hạn 3 sát thủ nhẹ không? Kéo, nó kéo này nè. Đó, nha. Nó chơi bài cũ rồi. Con chồng là phải. Con chồng là không phải là chơi Denga là không, mà con dép bây giờ nó đang ngon, đứng búp, con Denga bị nếp rồi. Nếp mà vẫn là anh mạnh hơn dép. Yếu hơn dép. Yếu hơn dép. Con Denga nó không có tận dụng nghĩa nên kiếm được. Yếu hơn dép. Nó dùng ngon, thì thiên kiếm là đéo, tự nhiên Denga mà sẽ thiên kiếm, Denga phải hít kiếm. Dép cần đéo đâu. Tự nhiên thiên kiếm kích lên là sao, không kích được thì thôi. Denga cần hít kiếm nhé, mà xin với lại mức rộng rồi. Cần gì để con Denga phải cần cào lên mana. Con Denga mà đéo nhảy được thì phép vật. Nhất cái đéo nhảy đã nó đang bài mà meta quỷ mà chơi mà chị mới là quỷ mà Denga đến dũng cái gì thì đó con Denga mà không ta quỷ đó cáo cáo nó cũng cứt chứ cáo con lên buông lòng trời ơi đụng con lên bơm hướng đập quỷ đụng mấy quỷ đó nó đánh đéo lên mana được luôn mà cáo đem lên mana thì bình thường nó có cái gì để nó làm tao cái giác cũng rồng vô trong người rồi mày cái kiếm cũng rồng nữa đẹp mẹ bù đỏ luôn cho con dép đi qua ngoài cái gì qua ngoài là keo nữa kìa đúng không họ chơi không chơi nó ra tính chơi người ừ không chơi nó có ra hả đập swan hai con một con keo rồi đấy. Chứ ra là dễ gì có. Rồi chơi quý tộc rượu má úp chín lên kìa. Qua úp chín chín lên. Úp chín 8 ron, tao ron gần cái trăm tiền không ra. Tức quá tụi mày chơi chín chín xong tao cứ ron lên từ trên đường đó. Rồi tao chờ chín chín, tại máu tao nhiều á. Game treo lắm. Game treo vừa lên. Nó đập tới lúc xuống còn mẹ mười mấy máu bắt đầu quản. Rồi chín chín ngồi ron ron ron. Tí nữa con Kha'Zix này mà lên 3 tao nhét cho nó cứ bút rồng. Vừa rồi nó luôn. Cái giả luôn mà kiếm con keo không ra. Không có cái bút rồng là không ăn được tụi này đâu. Không có Z3 không ăn được tụi này. Á à, bà chúng nó chơi quỷ. Thấy quỷ không? Bà chơi quỷ đồ đẹp phải lên. Tướng ra cũng đẹp. Bà này mình ấp chép mình kiếm cho gác đã. Ấp chết mình kiếm cho gác đền cả đâu có chết này. Only the worthy will survive. Ta hết cái nữa anh. Ấp chết đi. Mua mẹ hàng con này. Let's see what they're made of. Gà mua quá. Từ từ để coi nữa. Nãy mình lập được cái bé là mình khỏe rồi, mà không lập được cái bé hơi buồn. Con K
Kha'Zix mà lên 3 mày tao bán ghét luôn. Dồn ngược đồ Kha'Zix. Cho Kha'Zix ý thiên kiếm mẹ vô cực với lại bút rồng. Đập chết cũ cái tụi kia luôn. Ở chỗ khác luôn này, ngon nè. Bỏ mẹ cát đi. Rồi, tao chết thôi. Có chó rồi. Mày 53 hay là 35 nhỉ? 53. Má nó nhìn xa cái nó lè nó nhìn ra 35. Bây giờ kiếm cái bút rồng đã. Má ráng lên đừng Kha'Zix 3, bán Z luôn, dồn hết đồ Kha'Zix. Để xin kiếm, để cái bộ đỏ cho khác. Dồn Kha'Zix đi chơi với thằng hiệp sĩ nè. Chơi đấu sĩ thường không luôn dồn. Cái gì? Chơi đấu sĩ không dồn Kha'Zix, đâu có lấy ngã con ly vô, mà lên ga vô nó. Đấy. Mấy con nó đâu từng đồ đâu. Nhắm con Z không lên nổi, tao dồn Kha'Zix luôn cho rồi. Kha'Zix mà lên 3 cơ. Kha'Zix lên 3, cần phải xin kiếm mạnh lắm, để kiếm một cực mạnh lắm. Cái bút rồng nữa, một mình đó. Cát tao. Mạnh hơn cát. Tại vì nó có sát thủ. Vậy đâu cái cào không có đá. Con cát thì yếu chiều. Con cát thì yếu chiều cho người ta không xài kêu, nhưng mà đây nó cầm bút rồng thì đéo sẽ xài kêu. À ông tôi nói là nè, cung thủ của mấy ông nè, gần toang rồi nè. Cả cái ly thìa kìa. Không có lấy thìa làm gì đâu, một lấy kháng phép, hai lấy BF, lấy ý thiên kiếm. Lấy thìa làm gì? Đó, lấy BF đi. Kháng phép kiếm sau dễ hơn. Không chết 7 thì mình ngưng mình roll nữa. Băng con Akali đi là tao thắng rồi đó. Là giết mà được thêm mấy chục đam á. Xài nè. Bán mẹ Akali đi. Đúng rồi. Con bị kia đây. Con chế. Con chết này. Một con nữa. Giết này. Từ từ coi. Bỏ một blitz đi. Only the worthy will survive. Chơi luôn đi chứ ngừng gì nè. Chắc là phải ngừng đi chơi. Bây giờ phải ngừng. Đang còn một slot nữa chứ chơi. Má Z3 hay Z3 luôn à. Rồi thôi, vẫn giữ Z. Cho Kha'Zix cái bút rồng được rồi. Nếu mà Deadside lên 3 trước, tao cho Deadside ngon hơn nhiều. Deadside bút rồng là mấy thằng này khóc thét. Khóc được tiếng mán luôn. Thôi, ra này nhìn cái. Ủa, gần 3 hết rồi này. Đi kem một con 3 này. Đi kem 3 Kha'Zix 3 này. Nhiều thứ quá. Giờ đó cho hắn phép ngon. Kê 3 Kha'Zix 3 nó sai 3 thôi thôi. Đổ sát nó. Giá sát 3 này. Bây giờ nó ra đất sai mà nó ra hai con đất sai. Hai đất sai mà bán này đi. Bán con chó được được. Không cái ra con chó. Cái mẹ nó. Con chó còn chậm gì, còn chậm con đất sai này. Còn chậm cái con nó có hồi phục. Chậm con rồng nó mạnh. Đồ nhiều nhiều coi. Không có ra con chó đéo ra. Đồ đi. Đồ. 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 Đau cũng được, ngon mà.
coi. Ra con gì cứ vớt đầy em coi. Đéo có một con gì luôn. Ê bị khe, bị khe. Từ từ bán clip đi. Chó nè, nhớ mới sai nè. Từ từ, vậy từ từ. Cái này em sẽ cầm lại một đi. Thôi mày lụm đồ ca, lụm đồ, tao đang lên cầm cái phép với kia cầm lại. Cuộc đau ghét mẹ Kha'Zix nè, gần 3 rồi. Cuộc đau. Nghĩ là chắc chắn phải lấy đồ cặp luôn á. Cuồng đao. Lấy cuồng đao cho con Kha'Zix, tí cho nó cái bút rồng. Ơi, mẹ ném phi tiêu chi vậy? Xỉa cái nó chết rồi. Tí con ném cho nó cái bút rồng chứ. Có bút rồng cuồng đao ngon mà. Cuồng đao bút rồng. Thôi nó không phép luôn đi. Mẹ đéo. Thôi cho anh Z ra ngon hơn để xài. Xài không hả? Châu. Nè. Xài ngon hơn chứ nhỉ? Châu hơn chứ. Châu có hư không nữa. Hộp gắn muối mấy nhưng mà hộp gắn Z phi tiêu cũng đâu mà. Ba mấy 400 xin hai ba con. À, một con thay dứt nữa mà khó quá. Thôi chết luôn nhỉ. Khó à, giết hết luôn á. Còn bị cái ba, lướt. Rồi, nó chết rồi. Đó, chơi sát thủ cái bài top 4 là được rồi. Chưa đủ để nhét 4 đấu sĩ ra thôi. Đang roll được kiếm thứ 3. Đây rồi, đây rồi. Đã giết chưa, bán luôn. À từ từ, thắng mua thua bán đó. Thắng mua thua bán đấy. Thắng mua hay thua bán thì đi mua. Lo gì, từ từ. Có thể sai ra. Đấy, giờ em Kha'Zix thì thêm một cái kháng phép nên là mấy thằng quỷ ăn liền. Thôi, ổn mà nó cao rồi. Z lên 3 nó tự nảy ra ha. Tự nảy món gì ra. Mày ép lên 3 là chắc chắn nó sẽ nảy một món gì ra. À được. Nhớ Yasuo ma vũ tính cáo tơ tờ. Nè bây giờ ép Z lên 3 nó sẽ nảy một món gì ra. Nó nảy cứ dơ cái dĩ thì kiếm dục cho anh Kha'Zix rồi. Cảm phép đâu, cảm phép đâu. Đây đây đây, cảm phép đây. Z lên 3 này. Nảy gậy ra chứ nảy gì. Thôi cảm phép đi. Má này cần chỉ quỷ mà. Đang cần giết quỷ, đang cần giết quỷ. Đang cần giết quỷ. Bọn nó sẽ lên hết đồ lớn. Cái thì thủng đi hóa lên cảm phép mình đồ lo. Chỉ khi đá stream thôi. Đá stream, đá stream. À vậy mình lập Z luôn. Z luôn à? Ừ, ba luôn đi. Mẹ cho nó chắc. Ba này ép nó xét luôn. Ừ, cái kia kìa. Từ từ. Ừ, nhất là xét cũng được. Nó đá stream rồi. Để xem thằng này nó lượm kháng phép làm gì. Lượm vít để đấy. Đá stream. Đá stream thấy không? Nói mà, đá stream chắc. Bà nội. Nó xét luôn đi. Đại đi. Đít nè. À cho gas ra. Nè mấy thằng lìn đá stream này. Đấy, chơi game đá stream này. Đéo biết nhột luôn. Bia kìa. Mua đôi bia được 4 đấu sĩ kìa. Tính vi á, tính kiếm vi. Chỉ có mua mà để thở thôi. Đá stream đéo biết nhột luôn. Để xem đá stream vi được không. Quý nổi không? Đó, đá stream đi. Quý nổi không? Quý nổi không? Quý nổi không? Mày quý nổi không? Đá stream hả mày? Vì hồi nãy không có tiền để mua chứ phải mình bỏ bao nhiêu con? Tiền. Quan trọng là tiền. Thế cho gáp đi. Thế cho gáp đi. Nè các bạn thấy không, tao lấy cái khép phép đây là cái đéo gì. Livestream lấy bóp giái mình nè. Lấy cả hết kìa. Thế mà cho gác thì phụ miếng đam ở trong. Bán gấu mua này này. Ờ tí ra viên nghe nó đổi công nghệ luôn. Giờ để thì nó chép thôi. Ở
Lướt hả mày? Lướt hả mày? Này thì rồi, hết đam chưa? Hết đam chưa? Quý tộc gặp mình cũng toan thôi. Anh giết dạ châu rồi. Quay màu. Đá suy mới chả đá sụp. Ừ ngon. Cho bé chó gác. Đấy, để xem đá stream được cái gì. Đậu xanh đá stream lấy cái khám phép ghẻ. À, mấy bố kêu nó không đá stream nữa đi. À, nó lấy khám phép làm gì? Trong khi nó có thể lấy nguyên cái trường thương thì nó không lấy. Mẹ nguyên cái trường thương nó có thể cho con brain. Nó không hiểu luôn, thằng này nó ấp cái kiểu gì nữa. Con brain này nó lấy cái trường thương nó cho con brain thì nó lấy. Nó thì hiểu sao nó đá stream tao, nó nhốt bài tao làm gì. Nguyên cái trường thương, nguyên một món lớn nó không lấy. Nó ném cho con brain là brain ulti liên tục đúng không? Nè. Thì nó đéo lấy, nó ấp chó nó đi nó lấy con Bobby xong giờ nó đéo xem Bobby luôn. Dắt cái điểm tìm kiếm này. Giờ tìm khá là trâu bò. Dễ gì mà giết. Kè, lướt. Ờ, đéo lướt được. Rồi, không chết lên nhá. 36 tiền, vẫn chưa đủ ta. Thôi, phải còn nhìn được rau nữa mà. Ma lùi hết mẹ đội hình xuống. Đấy. Để cho nó nhảy ra cái. Cho nó đi bộ ra ngoài cái. Yasuo mà. Tại Yasuo ấy liền. Yeah, đánh đéo chúng Yasuo. Yeah, đánh Yasuo là đi rồi. Chết Garen, ừ. Chưa chết. Chết Garen là chưa chết à. Mày quá. Sắp chết rồi. 24 tiền. Quá đồ luôn kìa. Chó 2. Nếu có, quăng khóa đồ đó quá. Con mẹ khóa đồ nó lợi hơn nhỉ. Bán gấu đi. Bây giờ chó 2 thôi. Ừ, gặp bóng. Đó, chết rồi nè. Xem stream thích bóp giấy nhau chơi ấy mà. Để rồi, nó có mục được của tao, không có chết đâu mà. Sắp được ra nữa. Cái hàng này bắn nhau đi. Tao mà lên được cái bút rồng, đập hình kia chết lâu rồi, tao đéo mất máu đâu. Giờ nó còn quỷ chứ gì. Giờ vẫn còn quỷ mà. À, giờ nó ra cái bút rồng là ngon. Bùa đỏ kìa, ma vũ kìa. Lấy ma vũ với khai dích đi. Lấy bùa đỏ khai dích cũng được. Bùa đỏ cho nó trông. Ma vũ né thằng kia, thằng Yasuo, thằng quý tộc hồi nãy. Thì ma vũ né anh Riven thôi. Nếu bị ép cho Pike cái trường thương, ta cũng lấy rồi. Kiếm chó gắt 2 ra. Chó gắt 2 không ra ta. À, vứt mẹ Redside, bỏ Blitz vào. Nhờ. Chó gắt 2. Yeah.
Ừ, kéo zin kìa. Ừ, có đồ rây vật kéo zin, hay. Hết rây vật, ok, hay. Rồi, còn Yasuo. Còn mình Yasuo rồi á. Để thầy thích lo. Má Yasuo nó mạnh quá. Má cái xích kèo được nó chết rồi. Giờ đéo chí mạng được nó. Thôi, đồ thổ chết rồi. Đánh thương cái nữa. Ok. BB hả? Dễ gì. Chó cách 2, please. Chó cách 2. Chó 2. Chó 2. Chó 2. Càng ngày giọng càng xuống dần. Từ từ. Kéo Morgana. Kéo Brin. Không, để đây là nó nhảy sang nó xin con Brin chết rồi. Để mẹ mình lít lên trên đi. Đổi gấp cái. Bọn này đâu có chơi khóa đồ đâu, quên. Tụ lại. Mày nhá con. Trốn đi đâu. Trốn đi đâu. Ôi đủ mắt đó, ulti đẹp vậy, Brave. À thua rồi. Á, không có bút đầu khó, ui mẹ ơi. Kêu hai. Ba vũ hai trường thương. Gặp thằng cái thằng xúc này, cái thằng xúc này chơi đá xuyên không sao, giết được cái thằng xúc đấy trước rồi. Cái tội ngu, mẹ Brain truyền thương thì đéo chịu lấy. Thích đá xuyên bóp dáng. Đấy, bởi mình nói rồi, cái cả nó có thua đi chứ nữa, nó cũng bóp dáng bạn mà. Cái tôi lấy được cái bút rồng, lấy cái mẹ đấy, mấy thằng quỷ ở chơi với tôi. Khai giết cái cào hết. Không, mà tới thằng